Còn Phương này đẹp quá nè. Cho tôi nha. Ấy, cái son này nữa bà mua được luôn. Ấy, cho tôi luôn nha. Lại nữa hả? Ai bảo đồ của bà đẹp mà tốt quá làm chi. Cảm ơn nha. Alo, chồng tới rồi hả? Em ra liền. Chồng tôi tới rồi, tôi đi nha. Hôm khác lại gặp nhé. Đẹp trai thế, nó may mắn thế. Công việc thì tốt, chồng lại đẹp trai nữa. Anh ơi, có điện thoại kìa. Em xem hộ anh với. Chắc tin nhắn rác. Bảo cậu có quá nhiều đồ tốt. Đồ tốt nhiều thì phải dùng chung thôi. Sao lại là cô? Không để cô gặp được người cô muốn rồi. Son, mỹ phẩm thì có thể dùng chung, nhưng đến chồng của bạn mà còn dám đụng vào á, cơ hội tôi xong không còn nữa đâu.